Ưu điểm gì Tư? Dạ. Dạ xin quý vị cổ vũ một tràng pháo tay ạ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Cái này là khoảng 100.000 người kia. 100. Chúng ta 100.000. Dạ xin mời nghệ sĩ Công Minh ạ. Và là anh liên tục chương trình xin gửi tới tất cả giả bài hát được mang tên Đoạn Buồn Đêm Mưa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
để đi tục chương trình, xin mời quý vị cùng toàn thể tất cả các quý vị có mặt ở trong buổi tối hôm nay được thích với giọng hát của ái nữ của chị Tư, một người con nữa, người con thứ sáu đó là chị Bảo Trân. Xin gửi đến cho toàn thể quý vị bài hát được mang tên Dạ Cổ Hoài Lan. Dạ con đó giờ không có theo nghề truyền thống gia đình lâu con hàng chút nè. Năm hôm nay cũng được tiễn nó con xin chân thành cảm ơn tất cả gia tộc Minh Tơ và cả nước, tất cả các cô chú ông bà anh chị và tất cả đồng nghiệp của mẹ con đến với chị con và tất cả cảm ơn mỗi lần sớm nhiều. Mọi người thông cảm. Giờ đến nay tất cả các anh chị tốt hơn nay đến đây cũng theo đám của mẹ em cũng được cho được biết nay đưa thông tin đến cho mọi người của thống đất nắng mưa cũng là được rất 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 nhiều gia đình cũng xin chân thành cảm ơn gia đình cả mọi người.